Mỹ Lan xin kính chào quý vị khán thính giả của đài truyền hình VCOW TV. Đây là chương trình Thiên Hạ Sự kỳ thứ 208 với chủ đề Lời nói không mất tiền mua. Kính thưa quý vị, người xưa để lại cho chúng ta nhiều câu nói giá trị như là câu lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Trong các sách về đắc nhân tâm cũng hướng dẫn cho chúng ta những cách để mà thu phục tình cảm của những người khác, trong đó có việc cân nhắc lời nói của mình. Có rất nhiều trường hợp chỉ là một lời nói thu phục được nhân tâm, hoặc là một lời nói có thể làm mất đi nhân tâm, làm cho bạn bè người thân xa lánh mình. Trong đạo Phật cũng có khuyên rằng thận trọng trong lời nói vì có thể gây ra khẩu nghiệp. Trong Thiên Hạ Sự kỳ 208 lần này, chúng ta sẽ bàn về lời nói. Và Mỹ Lan xin được giới thiệu đến quý vị nhà văn Phạm Gia Đại cùng đồng hành với chúng ta trong chương trình Thiên Hạ Sự kỳ này. Em chào anh. Vâng, chào Mỹ Lan, kính chào quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, cũng nhân dịp đầu năm chúng ta còn tháng riêng, tức là chúng ta còn Tết phải không? Thì còn chúng ta còn Tết, sẽ nói đến những cái điều gì mà chúng ta cần thiết trong năm nay. Điều đó là cái lời nói. Chúng ta cần phải nói chuyện rất là nhiều với mọi người, trong gia đình, bạn bè, bên ngoài xã hội, chúng ta đi làm vân vân. Chúng ta cần nói chuyện, nhưng mà chúng ta nói như thế nào để cho mọi người đều vui lòng, đúng không? Một cái lời nói có thể làm cho người đó người ta vui, người ta về nhà, người ta ăn ngon, ngủ yên. Nhưng nhiều khi có một cái lời nói mình nói mà không có đúng, làm cho người đó họ buồn về nhà, họ mất ăn, mất ngủ đi. Thì có những người người ta rất là sensitive, người ta rất là nhạy cảm á. Và mình nói nhiều khi một chữ không có đúng, nhiều khi người ta không về, người ta suy nghĩ mãi, đúng không? Cho nên cái lời nói nó quan trọng lắm. Dạ vâng. Cho nên chính vì thế mà chúng ta phải đặt cái trọng tâm vào cái lời nói. Kỳ trước chúng ta đã nói về cái tiếng Việt của mình rồi, đúng không? Yeah. Tiếng Việt mình thì mình phải sử dụng cho đúng tiếng Việt. Và ngày xưa ông bà dạy cho chúng ta như thế nào, chúng ta nói như thế. Cũng như trong cái gia đình ngày xưa ở ngoài miền Bắc đó, không biết là gia đình trong miền Nam của Mỹ Lan thế nào. Ngoài Bắc là có, nó hơi có vẻ nó gia giáo, nó hơi vẻ nó cổ kính một chút. Giống như ở ngoài Huế cũng vậy đó, yeah. Cũng rất là cổ kính. Thành ra nó có những cái nó gọi rằng là hơi ràng buộc một chút trong, yeah, cái lễ nghi. Đúng. Và đồng thời trong cái cách sống đó, thì nó không có được tự nhiên như người miền Nam đâu. Sau năm 54 mà với miền Nam thì thấy sao nó thoải mái quá. Cái gì cũng là tự nhiên như người Sài Gòn đó, đúng, yeah, không? Nhưng mà chưa hẳn nha anh. Như là em có coi, em có đọc, anh nhớ lên mấy cái truyện mà của Tược Lục Văn, những cái truyện mà sau này em thấy, thì rồi sau này người ta cũng đưa lên thành phim đó. Của Hồ Biểu Chánh, Hồ Biểu Chánh, bà Tùng Long, rồi nhiều chuyện. Trời ơi, em thấy được là cái cách xưng hô, dạ thưa cậu ba, cậu hai, trời ơi, em thấy cũng lễ phép lắm nha anh. Tự nhiên cái người miền Nam họ chân chính, họ thật thà, nhưng mà em thấy trong đó một cái sự tôn trọng mà cũng có tôn ti trật tự lắm á, phải không anh? đúng cái miền Nam cũng có, nhưng mà không bằng miền Bắc, cũng như là miền Trung. Dạ. Miền Bắc miền Trung có vẻ hơi khép kín hơn, nhưng mà em thấy hơi giống phong kiến, không anh? Khách sáo quá, nó hơi phong kiến, nó hơi ràng buộc quá, nó hơi có cái tính cách bảo thủ quá. Đúng rồi, nó khép lại bên trong, như trong cái căn nhà nó đóng như trong cái hộp. Dạ. Cái đó là cái có lẽ là từ ngàn xưa rồi, các ông bà chúng ta sống trong cái thời gian ngàn xưa thì cứ truyền cho con cho cháu sau này là cách sống y hệt như vậy. Cũng như là mình thấy ngay như bây giờ trong bữa cơm nó khác liền à. Bởi vì hồi nhỏ đó mà chúng tôi mà ở nhà ngồi ăn cơm á, là mình bé nhất trong nhà, mình phải chờ khi tất cả ông bà cha mẹ anh em ngồi trong bàn hết rồi đó. Khi mà vô bắt đầu ăn đó là mình phải mời, mình mời từ ông bà cha mẹ anh chị em trong nhà xong xuôi mình thì mới được đúng, ăn. Đúng đấy là đấy người Bắc đó. Sau này đó, khi mà năm 54 mà đi vô trong miền Nam rồi đó, thì những cái tập quán đó từ từ nó bỏ đi. Cho không, nhưng mà tùy theo gia đình em, mẹ em cũng dạy con em ở đây cũng vậy. Tuy là sống ở Mỹ, mỗi lần ăn mời đi con, em bắt con phải mời người lớn. Cái đó là hay, ăn đó, thua cha mẹ giữ được đó. Con em đi đâu là nó biết tự mời, có mời bác, mời chú, ví dụ vậy, nó có mời. Cái đó thì hay đó. Hay là chào hỏi, gặp ai cũng phải chào hỏi. Ngay như gia đình của chúng tôi mà khi mà từ ngoài Bắc vô trong Nam một thời gian rồi, từ từ ông cụ bà cụ cũng bỏ hết. Không có mời anh. Bà cụ ông cũng bỏ, thôi các con khỏi mời nữa. Chính ông cụ bà cụ nói thôi các con khỏi mời nữa, bây giờ cứ ăn đi không sao hết. Thì từ từ nó bỏ cái đó đi. Bởi vì cái phong tục tập quán của người miền Bắc nó vô trong miền Nam, nó gọi là nó pha trộn với phong tục tập quán của người miền Nam. Nó trở thành một cái phong tục tập quán của người Việt chúng ta sau năm 54. Thì nó pha trộn rồi. Và cái người miền Nam cũng thấy được ở người miền Bắc có nhiều những cái phong tục tập quán nó cũng hay. Hai bên học lẫn nhau.
và chúng ta coi như là hài hòa lại với nhau đó, hai cái nền văn hóa đó. Cho nên sau này chúng ta có một cái nền văn hóa rất là đặc biệt tại miền Nam. Nó không phải văn hóa miền Nam, không phải văn hóa miền Bắc nữa, mà nó văn hóa của cả hai miền. Cũng như tất cả từ cái văn thơ, rồi tất cả nhạc, rồi tất cả những cái thi phú, nó cho tới những ca dao tục ngữ, cho cái nếp sống nó tự dưng nó hài hòa với nhau. Nó trở thành người, một cái người Việt Nam của chúng ta không còn phân biệt là Nam hay là Bắc nữa. Còn trước kia đó, mới khi đi vô trong Nam bị kỳ thị lắm. Sao vậy anh? Họ nghĩ là người miền Bắc sao lạ, nói gì họ nghe không được. Người miền Nam họ nói, ủa sao lạ quá, mà hồi đó anh đi học bị trong, ban đầu đi trong trường còn nhiều bị nó chế giễu là Bắc Kỳ mà ăn rau muống. Thì bị như thế, nhưng mà về nhưng sau mà qua bên đây rau muống muốn ăn là cũng hơi khó đó anh ạ. Rồi về sau nó quen đi thôi, mình thôi kệ nó. Rồi từ từ thì họ cũng quen, họ cũng thấy là người Bắc người Nam, người Trung gì cũng là người Việt Nam mình cả. Nhưng mà em thấy nha, theo em á, thì em thấy cái mà mình, tuy là mình nói là khách sáo, tuy là lễ nghi lễ nghĩa, nhưng mà em thấy cái đó thương lắm. Bây giờ anh tự nghĩ đi, bây giờ mình ngồi chung, ngồi ăn cơm chung với ông bà cha mẹ của mình đi, tự nhiên mà anh ai vô đấy ngồi, tự nhiên em cảm thấy như là mình, tuy là mình không có nói ra, nhưng mà cái người ông bà cha mẹ cảm thấy tủi thân lắm anh. Tự nhiên mình cảm thấy là tại sao mà mình không có được tôn trọng, chỉ cần một lời mời, đúng không anh? Một lời mời, có mời ông bà hay là mời mẹ, mời, tự nhiên người ta cảm thấy mình ăn say ngon hơn. Tự nhiên em vẫn thấy là mình làm gương. Như em đi, em không bắt buộc con em, nhưng mà em tập cái thói quen đó, thì tự nhiên con em nhắc nó đi, em nhắc thôi, chào đi con, con mời đi con. Tự nhiên em thấy con em nó đi dạy con, có nói mà con nó là người, con nó là sinh ra ở Mỹ, nhưng mà nó vẫn học được cái phong tục tập quán đó, vẫn biết mời người lớn dùng. Em thấy cái đó là hay. Ok, đó nếu mà giữ được thì hay quá chứ. Em thấy thật hơn. Sự ra mình nói là bỏ không phải là bỏ hết đâu. Thật sự trong bữa cơm gia đình á, là mình cũng không phải là mình bỏ hết. Tiêu dụ cho ông bà cha mẹ đến thì bao giờ mình cũng bắt ghế mời ông bà ngồi, bắt ghế mời cha mẹ ngồi. Rồi các anh ngồi xuống thì mình cùng ngồi đó, rồi mình cùng từ từ mình mời ông bà một cách kín đáo, chứ không phải là như ngày xưa nữa, nó không có lễ nghi nữa. Nhưng mà nó cũng là một cái tỏ cái tình thương của mình. Đối tình thương thôi, tình em thương nghĩ nó là tình thương. Đúng. Đối với ông bà cha mẹ mình, nói chuyện cái đó mình vẫn còn giữ, nhưng mà cái mà lễ nghi quân cách đó thì bỏ đi. Tức là không có bắt buộc phải làm như thế. Cũng như mai mốt anh dẫn đi ăn, em sẽ nói em mời ăn. Thì đấy, thì đúng rồi, thì mình, mời người chứ. Ta nói là một tiếng chào cao hơn mâm cỗ, đúng không? Tức là một tiếng chào nhiều khi còn quý giá hơn là cả một cái mâm cỗ người ta chuẩn bị cho mình. Cho nên cái lời nói nó quan trọng không? Mình làm thế nó quan trọng không? Cho nên nếu mà mình không để ý tới lời nói đó, nhiều khi mình vô tình mình làm cho người bạn của mình buồn. Mà người bạn mình buồn nhiều khi họ không có nói. Thế mới là khổ. Mình về mình không biết là mình làm cho người bạn nó buồn, đến khi mình suy nghĩ mãi về tại sao mà lâu nay không thấy họ tới chơi với mình, đúng không? Hay là không thấy họ gọi điện thoại, hay là không thấy họ nói chuyện buồn vã mình như trước, thì bây giờ mình nghĩ chắc là bữa đó mình nói cái gì hớ rồi. Đúng mình nói rồi. Nhưng khi vô tình thôi. Mình vô tình thôi. Nhưng mà bởi thế cho nên người ta nói rằng là bây giờ mới có một cái là cố tình, một cái vô tình. Có. Thành trong cuộc sống nó luật có pháp cái nó cũng có những cái mà có tội hay là không tội, khinh tội. Cho nên là mình nên cố gắng làm sao mình giữ cái lời nói của mình. Thì ngày xưa đó, bây giờ mình học lại tất cả những ca dao tục ngữ rồi ngạn ngữ ngày xưa, mình thấy ông bà mình đẩy cái câu nào đúng câu đó. Em đồng ý với anh. Không có câu nào thừa đó. Em hay lấy mấy câu đó em dạy con em hoài. Thấy không? Dạ. Lời nói không mất tiền mua, đúng quá thôi, mình có mua đâu. Bây giờ mình nói ra mình có mất tiền để mình nói đâu, không có, đúng không? Thì tại sao mình không nói những lời tốt đẹp đối với người khác, mà mình nói những lời không tốt đẹp để cho những người khác, làm cho xa mình ra, bạn bè không chơi với nhau, anh em trong nhà xa nhau, rồi những người đồng nghiệp cũng xa nhau ra, thì cái điều đó là điều rất là đáng tiếc. Cho nên cái lời nói của ông bà ngày xưa, cho nên nói là lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau hay không. Một cái câu thơ nó gồm có hai cái một cái vần thơ gồm có hai câu thôi mà nó nói lên tất cả ý nghĩa của cái lời nói. Thấy không? Không mất tiền mua, vậy chúng ta hãy lựa cái lời nào, thay vì mình nói lời này thì mình nói cái lời kia nó hay hơn. Nó có thể làm người ta vừa lòng hơn. Thí dụ như là bây giờ khen một người nào đẹp chẳng hạn, mình mà nếu mình khen không khéo thì người ta lại bảo anh này chắc anh chê mình. Đúng rồi. Đúng không? Bởi ta hiểu lầm cái hiểu lầm đúng không? Cho nên mình phải khen làm sao mà người ta nhìn thấy là cái lời nói đó, tức là mình khen mình nói thật lòng, mình nói thật lòng của mình.
Thí dụ như là nói ồ. Thí dụ như anh khen em đi. Hôm nay thí dụ hôm nay em mặc cái áo đẹp quá. Dạ. Đúng không? Dạ. Cái đó là cái rất là lịch sự, đúng không? Hoặc là một cái người con gái khi mới quen mà mình nhìn thấy người con gái đó đẹp nên mình nói cô đẹp quá, tự dưng nó sỗ sàng. Người ta nghĩ là ồ sao anh này mới quen mình đã khen mình như thế, các anh có vẻ hơi sỗ sàng đúng không? Người Bắc như vậy đó. Thì nhiều khi chỉ khen là bữa nay đó cô mặc cái áo dài rất là đẹp. Hoặc là mình nói bữa nay cái mái tóc của cái cô, mái tóc của cô thí dụ rất là đẹp, thí dụ như thế đó. Dạ. Thì mình nói những cái gì khác thôi. Nó văn hoa chút xíu. Văn hoa chút xíu nhưng mà nó mình xa mà chút thì người ta hiểu là ồ người đó muốn khen mình. Thì cái điều đó nó không có sỗ sàng và nó không có đi tới cái chỗ mà thí dụ như cô gái đó là thuộc một cái gia đình người ta quyền quý, người ta ít ra ngoài đó thì người ta không có bị một cái sốc rằng là tự dưng mới ra gặp một cái ông nào đó khen mình đẹp, cái tự dưng họ bị một cái sốc đúng không? Cho nên ngày người xưa đó nhiều khi muốn khen nó phải làm bài thơ. Bài thơ để khen. Chắc anh là hồi xưa anh đi cua chị là anh cũng viết thơ phải không? Thì làm bài thơ chứ đâu có dám. Thí dụ đi, thí dụ thơ mà khen thì sao anh? Thơ khen thì lấy thơ Nguyễn Bính ra. Thì sao? Thí dụ Nguyễn Bính ra đó. Thì thiếu gì trong thơ của Nguyễn Bính đó là không, mà em thấy hay ngày xưa nha, mấy anh mà tức là xuất khẩu tình thơ gì đó. Thì ứng hả? Bây giờ ứng khẩu phải hả? Nói rằng ứng là chính hả? Ông anh của anh bây giờ ông còn ở Việt Nam. Ông đó ngày xưa đó là khi mà ông học chương trình Pháp nhé, mà ông gặp bà vợ ông đó, ông làm không biết bao nhiêu là thơ. Và ông chép không biết bao nhiêu bài thơ của Nguyễn Bính để ông gửi tới. Còn khi mà đem về xếp lại có thể thành một cuốn sách được á. Dễ ông thương gửi đó, thấy không? Ngày xưa đó người ta gọi là người ta làm quen với nhau đó, nó rất ư là nó gọi là cái gì, một cái tính chất nó lãng mạn, một cái tính chất nó rất ư là thơ mộng. Nó không có hơi đường đột một chút như bây giờ. Bây giờ nhiều khi bóc phone lên gọi nói chuyện với nhau líu lo liền. Anh nói anh nhớ ra Nhật Trường ngày xưa hồi đó mới quen em vậy đó. Anh Nhật Trường là nhạc sĩ mà. Thì anh sáng tác nhạc liền. Đấy. Thì em đồng ý với anh là mỗi người có một cách tỏ tình khác nhau. Đúng, người thì viết thơ, người thì lấy. Ngày xưa em cũng gặp những người lính á, mấy anh gặp em á, anh cũng nói chỗ ngày xưa anh mê nhạc anh Nhật Trường thì anh không biết viết thơ tình sao, nhưng mà anh thấy anh Nhật Trường viết cái bản giao như anh về với em hay là không bao giờ ngăn cách, thì anh thấy những cái lời nó dễ thương quá. Anh mới lấy cái bài đó anh chép anh gửi cho người yêu anh, nói đây nè anh Nhật Trường nói giùm anh đó, rồi tại ngày xưa Nhật Trường viết cho đời lính. Thành em nghĩ rằng là cái đó nó rất là lãng mạn dễ thương anh, mà mấy chị mà thành ra mê lính lại vậy. Đúng, cái đó là đương nhiên thôi. Bởi vì người ta tán tỉnh cái người phụ nữ đó một cách rất là khéo léo, một cách rất là tế nhị và một cách rất là tôn trọng. Cho nên cái người phụ nữ đó người ta cảm thấy người ta được nâng cao lên, chứ không phải bị hạ xuống. Cái sắc đẹp của họ được tôn vinh lên và những cái lời nói đó làm cho họ cảm thấy rằng ồ cái người này là người biết trân trọng mình đó. Cho nên cái tình yêu đó là đáng quý. Đó là cái cách mà tỏ tình ngày xưa đó. Bây giờ nó khác lắm rồi, bây giờ văn minh quá rồi, chứ không có nói nữa. Nhưng mà ngày xưa nó là như vậy, nó khó khăn lắm, làm quen với nhau khó khăn lắm, không có dễ đâu. Cho nên cái lời nói ngày xưa có thể nói hớ một câu á là mình mất luôn cái người yêu của mình, người yêu không bao giờ quay lại nữa. Nhưng mà mình nói một câu thì là mình được cái người yêu của mình đó. Thì Mỹ Lan biết anh có anh bạn đang sống ở đây này, Westminster này, hai vợ chồng sống với nhau bây giờ mấy chục năm rồi đó. Thì anh kể lại cuộc tình của anh á, nó rất kỳ lạ nhỉ. Anh ấy đi tù về, anh là sĩ quan ngày xưa, anh đi tù về đó thì anh mới gặp chị. Thì bây giờ đó là nghèo lắm, đi xe đạp không ạ, mới chở bà đi xe đạp. Mà hôm ấy chỉ nói hớt một câu thôi, anh ấy ngồi xe đạp anh nói rằng là anh chở em đi chơi thế này, nhưng mà chị đi chơi bằng xe đạp chắc nhiều người ta có xe gắn máy chở em thì em thích hơn. Nói cái câu đó thôi bà này bà lặn luôn, bà không chơi nữa. Bà nghĩ là ông này ông nghĩ mình là mình đòi hỏi cái vật chất, đòi hỏi tiền bạc phải không, là coi thường cái tình yêu của mình, coi dành thường cho cái tình yêu dành, nghĩ là tình mình sẽ bị thay đổi. Tình yêu tức là ngồi xe đạp cũng là đẹp chứ không phải là phải ngồi xe hơi, ngồi xe gắn máy mới là đẹp, đúng không? Mà chuyện là chuyện tình có thật đó. Bởi anh bạn anh kể lại giận luôn anh, giận luôn 10 năm. Wow, hai người không gặp nhau 10 năm nữa. Rồi sau đó khi mà đi một cái tiệc cưới nào đó không biết là hai người mới gặp nhau trở lại. Thì bây giờ anh mới ngồi nói chuyện, anh mới giải thích á, là bữa đó anh nói không phải như vậy mà ý anh nói rằng thì là anh nghèo và anh chỉ có thế thôi, nhưng mà anh có cái tấm chân tình đối với em. Thì cô này lúc bây giờ cũng bà mới hiểu,
bà mới hiểu, rồi bây giờ hai người mới nối lại với nhau, rồi mới lập gia đình, rồi đi qua Mỹ sống với nhau 10 năm không gặp tưởng tình đã cũ. Hay quá, đấy, dễ thương quá. Đây là một cái happy ending, nhưng mà cũng chỉ happy vì một ending. Lời nói thôi nha. Đúng không, tại vì cái cô này có sẽ nghĩ rằng là ô vậy là anh này chưa dễ nghi ngờ mình. Đúng. Tại vì nếu như mà anh nói như vậy, có ngày anh hàm ý là ô nếu mà sau này mình đi xe máy chở bằng xe máy thích hơn, có nghĩa là mình sẽ thích vật chất hơn. Đúng. Thì sau này anh này đấy, sẽ chơi anh nghèo sao. Sao đó cô được có tự ái à, đánh giá con người của mình qua một cái lời nói. Đấy là một cái sự hiểu lầm rất là đáng tiếc. Dạ mà vậy. Khi anh kể mà nói thật với quý vị, chúng tôi nghe chúng tôi tròn xoe mắt lên. Không ngờ một câu nói mà hai người xa nhau 10 năm. Cái cô này tự ái đó, cô xa nhau 10 năm luôn. Thế rồi còn những cái chuyện mà nó xảy ra vì cái lời nói nó nhiều lắm quý vị. Nhưng tôi kể một vài trường hợp có thật đó. Trong gia đình họ hàng xa của chúng tôi đó, có một cái bà cô. Bà cô lúc ấy bà trẻ bà đẹp lắm, gia đình bà cũng giàu có lắm. Thì mới lấy một anh đó, lấy một anh này cũng có học nhưng mà nhà nghèo. Trong cái đêm tân hôn đó, anh ấy nói với cô một cái câu gì đó không biết. Mà có thể nó liên quan đến tiền bạc không biết, nói với cô một câu gì đó là cô cự tuyệt anh này luôn. Đúng rồi. Sau đó khi mà cự tuyệt xong đó là ngày hôm sau cô mới đi ra bờ sông, cô trầm mình xuống, cô tự tử chết. Wow. Sau này anh này hối hận suốt cuộc đời của anh ấy. Anh hối hận suốt cuộc đời, anh bảo trời, mình đêm tân hôn mà tự dưng sao mình nói những cái chuyện kỳ lạ như thế, làm cho nó tan vỡ cái ngày đẹp nhất của hai người, mà rồi đưa tới cái chuyện mà cô này cô ấy trầm mình, cô tự tử xuống. Về sau anh phải lập bàn thờ nhà anh thờ cô đó. Đó là thêm một lời nói ghê gớm. Đúng không rồi. Nhưng mà em thấy rằng là qua cái câu chuyện anh kể, em thấy là ngày xưa đó, người phụ nữ mình á, người phụ nữ Việt Nam mình á, hay cái sự chịu đựng, khép kín là một, chịu đựng là hai. Đúng. Rồi cứ phải uất ức, chịu đựng cái sự uất ức đó, nhiều khi phải chịu đựng người chồng của mình, nhiều khi cả đời. Đúng có vậy. Những cái tâm sự của những người vợ, nhiều khi chịu đựng cái người chồng mà không nói ra người ta không đúng biết vậy. Nhiều khi không nói ra, thành ra em thấy rằng là nếu mà kết hợp xưa và nay, em thấy ngay từ bây giờ như bản thân em vậy, em là thích nói ra những cái điều mà mình không thích. Tại vì em nghĩ rằng tất cả những nguyên nhân mà đưa đến sự chia rẽ, mà ảnh hưởng đến cái tình cảm của vợ chồng, hay kể cả hai người đang yêu nhau, là vì hiểu lầm. Cái chữ hiểu lầm đó là qua kinh doanh, nói cái lời nói rất là quan trọng. Nhiều khi người ta nói không có cái ý đó, nhưng mà cái người nghe họ sẽ nghĩ ra một cái ý khác. Rồi nó làm ảnh hưởng đến cái tình cảm. Thật ra em nghĩ rằng là nếu mình kết hợp xưa và nay, người phụ nữ chúng ta nên cởi mở hơn. Thí dụ như mình nghe chồng mình hay là nghe người yêu mình nói một cái điều gì đó như anh nói đi. Đúng. Nếu như mình nói ra thì mình đâu phải đợi tới 10 năm sau đúng mình vậy. Mới hiểu được. Đúng hay vậy. Là nếu mình nói ra đâu đến nỗi mình phải trầm mình tự tử đúng vì vậy. Một lời nói của người chồng. Em nghĩ đó sự hiểu lầm rất là đáng tiếc. Mình nên nói ra đúng không anh? Cũng như là mình kể nhiều cái chuyện mà cái lời nói nó quan trọng theo này quý vị. Là cái thời gian năm 75 sau khi mà mất nước á, thì là quân giải phóng chính hàng triệu người đi vô trong tù. Thì có một cái người vợ chồng anh bạn của chúng tôi là anh ấy lấy vợ đúng vào cái ngày anh đi tù. Tức là người ta muốn là có một cái gia đình đám cưới, người bên gái đó muốn là họ có gia đình đám cưới. Hồi đó vì sợ lắm, vì sợ con gái về sau nó gả cho mấy cái thương phế binh của cộng như sản á. Đúng rồi. Người ta sợ cái đó lắm, cho nên con gái ta gặp gia đình tử tế là ta muốn gả. Do như làm dâu luôn. Dạ vâng. Để cho họ có nơi có chốn. Thì anh ấy lập gia đình, buổi trưa hôm đó là làm lễ cưới giữa hai người. Thì buổi chiều anh xách cái gói đi vô trong tủ. Nhưng mà trước khi đi á, thì chị mới nói rằng là anh cố gắng giữ sức khỏe, em sẽ ở nhà em chờ đợi anh. Một câu nói đấy thôi. Câu nói đã giúp cho anh có một cái nghị lực. Anh chịu đựng trong gần 10 năm trong tù lận. Và đến khi về đúng là chị vẫn còn chờ anh. Hay quá. Thành ra đó là một người bạn thật của chúng tôi ở trong tù đó. Mối tình rất là đẹp. Và về đó thì bây giờ họ sống với em rất là hạnh phúc. Thì chỉ một lời nói thôi đã giúp cho anh cái tinh thần anh bảo ở nhà có người vợ đang chờ mình. Cho nên anh cố gắng chịu đựng bao nhiêu cay đắng, bao nhiêu nghiệt ngã trong cái thời gian tù tội và anh đã trở về được. Đó là một cái happy ending. Còn một chuyện này là chuyện thật nữa ở bên Nhật. Bên Nhật chuyện này là chuyện thật nữa. Thì đọc báo mình kỳ lạ lắm. Bởi vì rằng có hai vợ chồng người Nhật đang họ sống ở một cái thành phố nhỏ thôi, ngoại ô của Tokyo thôi. Họ cũng không có giàu có gì, nhưng hai vợ chồng sống với nhau. Thì không biết bà vợ này bà làm cái gì, ông chồng cũng buồn lắm. Ông nói là từ giờ trở đi tôi không nói chuyện với bà nữa. Thế là không nói chuyện, đúng không? Không nói chuyện với nhau. Là suốt 20 năm, hai người không nói chuyện một tiếng nào, cùng ở một nhà không nói tiếng nào. Wow.
ghê không, một lời nói mà giận nhau đến 20 năm đó. Rồi đến khi mà một hôm đó bà vợ này bà nói cái gì đó, ông chồng này ông nhịn bà ấy từ xưa đến giờ, ông chịu không nổi nữa, ông chịu không nổi nữa, ông mới hét lên một tiếng. Ông bà chịu không nổi được 20 năm đó không nói, tự dưng hét lên một tiếng, bà vợ nó té ra bất tỉnh luôn. Kỳ gớm không? Bởi vì wow. bởi vì cái lời nói của người ta rất... chịu đúng đựng rồi. Cũng như là cái lời nói người ta kinh khủng đến cái độ mà nó như là một tức cái nước vỡ bờ vậy hả? Nước vỡ bờ, và nếu như là nó như một cái chất độc là nó phun ra. Wow. Đó. Bà này bị một cái bà bất tỉnh, bà té bất ông tỉnh. Ông hét lên cái là bà xỉu luôn. Bà xỉu luôn. Là bởi vì tại sao? Là bởi vì người ta nghĩ rằng là những cái mà nó uất ức trong người, nó dồn nén đó, khi wow. nó bùng ra thì nó giống như là một chất độc. Wow. Nó bùng ra trong chai bom, nó bùng ra thì người xung quanh sẽ bị. Thì đấy là cái chuyện có thật quý vị, để cho chúng ta thấy rằng có lời nói đó nó quan trọng lắm. Yeah. Cho nên là nhân dịp đầu năm này chúng tôi đưa chương trình đến cho quý vị cũng để mục đích đó, để cho thấy rằng là chúng ta nên dùng lời nói thế nào cho nó đẹp. Yeah. Để làm vừa lòng người khác. Nếu mình làm được vừa lòng người khác, nó về nhà ăn ngon ngủ yên thì tự dưng mình cảm thấy mình cũng vui trong lòng. Còn nếu mà vô tình làm người nào buồn thì mình cảm trong về nhà mình cũng ân hận. Yeah. Mình có gì không vui đúng không? Đấy là cái nói chung con người ta nó là như thế, ai cũng thích mà được khen ngợi, chứ đâu có ai thích mà bị chê chứ. Đâu đúng dĩ không? Nhiên là mình phải sống thật rồi, như đúng. Bản thân các em đi, dĩ nhiên em sống cho những người xung quanh rất là nhiều, nhưng mà đôi khi á, nhiều khi người ta nói điều gì em buồn á, tự nhiên trong lòng mình nó đúng buồn rồi, lắm nó buồn tự nhiên lắm. Mình nghĩ ủa tại sao mà lòng nói mình vậy, nhưng mà em lại chọn cái phương pháp là em hay giống như ở bên Công giáo của tụi em thì Chúa nói rằng là nếu như mình bất hòa với ai, mình nên hòa giải với người đó trước. Đúng tại rồi. Vì như em nói anh, nếu mình không hòa giải đôi khi là một sự hiểu lầm. Đúng. Mà như anh nói có những cái chuyện hiểu lầm đáng tiếc nó xảy ra không nên, thành ra em lại thích là em lại nói ra. Thí dụ em nếu mình hiểu nói lầm ra được là mình nói ra để tỏa hai được. Bên mình hai để mình xây dựng giải tỏa thì rất là tốt. Đúng vậy. Còn con em đi, em có cái này cũng chia sẻ rằng là nhiều khi con em còn nít mà sống cái này mà anh, nó nói cái kiểu Mỹ đúng mà vậy. Cái văn hóa của Mỹ, nhiều khi nó nói nó không có ý tứ, nó nói này kia, thì em lại dạy con em như này. Chứ giờ đấy con à, thay vì con nói thì em hay nói chuyện con em, thay vì con nói vậy thì con nên nói vậy nè con vậy. Thì em dạy con cái cách đó để cho dạy nó biết thay vì con nói vậy thì nó khó nghe lắm, thà nên con nên nói vậy thì nó hay hơn, nghe nó vui hơn. Thì thường là em hay chia sẻ cho con em cái điều đó. Thì là cháu nó, anh mà gặp cháu nó nói chuyện ông ra ngoài thì ai cũng thương nó, đúng cũng nói rất là hiền, vậy. Cháu rất hiền lành. Cái đó là ăn thua bố mẹ. Dạ. Ăn thua rất nhiều bố mẹ dạy con đó. Tại như bây giờ mình thấy là tại sao có gia đình đó là có những cái bé nó rất là lễ phép. Yeah. Nhưng có gia đình những bố bé nó ra nó nói rất là một hai chữ thế nó không có được nhiều, là vì bố mẹ không có dạy nó. Yeah. Thì chia mình sẻ cũng, với nhau. Cũng tiếc là mình cũng hết giờ rồi. Yeah, yeah. Nhưng mà nói tóm lại, vâng thưa quý vị, trong cái đề tài ngày hôm nay thì Mỹ Lan nghĩ rằng là nói gì thì nói, tuy là chúng ta sống ở xứ người, chúng ta sống ở hải ngoại, cho dù là mình sống bất kỳ nơi đâu, nhưng mà chúng ta đừng quên chúng ta là người Việt Nam. Đúng mà người vậy. Việt Nam chúng ta thì chúng ta phải nên giữ những cái phong tục, phong tục tập quán của người Á Đông mình. Nhưng mà thực sự tiên học lễ, hậu học văn. Em đúng đi vậy. Học xem nhớ hoài cái câu đó. Đúng trường vậy. Em ở trường có nguyên một cái câu tiên học lễ học bao nhiêu xem cũng cô giáo mới giảng thiết rằng là nếu mà con người chúng ta có giỏi đến đâu, chúng ta có thành đạt đến đâu, chúng ta không có lễ người là người thì chúng ta cũng thiếu một phần đạo đức của con người. Còn chúng ta sống phải có đạo đức. Thật ra trong cái dịp đầu năm này, cảm ơn anh đã cho một cái đề tài để chúng ta cùng nhắc nhở nhau đôi khi để mình tìm ra những cái phương pháp chúng ta có một cuộc sống nó vui tươi hơn và nó hòa mình bình. Mình nhớ là lời nói không mất tiền mua. Không nhất mất tiền mua nha quý vị. Vâng, em chắc là mình chào tạm biệt phải không thưa anh? Vâng, thì cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Thiên Hà Sự. Chúng tôi hôm nay đến kỳ 208 rồi. Thành ra cũng cảm ơn quý vị và cũng còn trong tháng riêng vẫn chúc quý vị một năm mới an vui, hạnh phúc và thành đạt. Vâng, em cảm ơn anh, cũng cảm ơn quý vị khán thính giả rất là nhiều. Những cái chương trình của Thiên Hạ Sự quý vị muốn xem là quý vị có thể vào trong VKTV Phạm Quang Thanh. VKTV để quý vị theo dõi lại được những cái chương trình rất là nhiều đề tài khác nhau với nhà văn Phạm Gia Đại. Xin trân trọng kính chào quý vị.